Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip để chấm mọi thứ với sữa tươi nhá. Ui. Lắng quá. Lắng quá. Đầu tiên thì chấm cái gì chơi? Mình chấm bánh. Bánh xốp. Sữa tươi và sẽ bánh xốp chấm sữa tươi thì sao, bánh xốp chấm sữa tươi mời các bạn. Ngon lắm, bánh xốp chấm sữa tươi ngon lắm. Bánh xốp chấm sữa tươi ngon lắm các bạn. Thơm ngọt. Mời các bạn. Ngon các bạn. Ok, mình ăn xong bánh sốt chấm sữa tươi rồi. Mình ăn thì cảm thấy rất là ngon, nó ngọt. Giờ đến chuối nha. Chuối chấm sữa tươi. Ok. Và các bạn, chuối chấm sữa tươi. Chuối mình chấm với sữa tươi thì mình cảm thấy nó vẫn có cái mùi chuối ấy. Nó không có mùi sữa mấy. Nói chung là chấm với chuối với sữa tươi cũng ngon các bạn. Có một tí thơm mùi sữa, có mùi chuối lắm. Ok, à, mình sẽ chấm thạch với sữa tươi. Ok, thạch chấm với sữa tươi nha các bạn nhé. Thạch chấm với sữa tươi. Mời các bạn. Mình thì chấm thạch với sữa tươi ăn nó cũng quậy với sữa ấy. Ăn nó cũng thơm thơm một tí mà sữa chứ cũng không có ngon, nó vẫn có mùi thạch chứ không ngon, gọi ăn được thôi. Ok, giờ mình sẽ chấm ngô mới sữa tươi nhá. Ngô này ngô gì đây? Bắp Hàn Quốc. Ngô bắp Hàn Quốc. Ngô bắp Hàn Quốc chấm với sữa tươi.
Mời các bạn nhé. Mời các bạn. Mùi chấm sữa dừa ngon lắm các bạn. Thơm mùi sữa với ngô nó quậy với nhau ngon, rất là ngon luôn. Mời các bạn. Ngon, tuyệt vời. Ngon quá. Ngon quá các bạn. Ngon quá các bạn. Giờ đến cạo nạc. Cạo nạc chấm sữa tươi nhé. Cạo nạc chấm sữa tươi. Mời các bạn nhé. Cạo nạc nó ngọt lắm. Chấm sữa tươi nó cũng thơm thơm một tí mà sữa. Chứ mùi cạo nạc nó át hết rồi. Ngọt quá các bạn. Mời các bạn. Ok. Món tiếp theo nó tên là xoài. Xoài chấm sữa tươi các bạn ơi. Mời các bạn nhé. Xoài chấm sữa tươi. Khoái chấm sữa tươi cũng rất là ngon. Cũng ăn khoái chấm sữa tươi ăn rất là ngon các bạn. Chua, vị chua ngọt của xoài và vị thơm của sữa quậy vào với nhau, ngon lắm ạ. Ngon quá. Xin phép các bạn, mình ăn nửa con xoài thôi, không sợ lo mình không ăn được nữa. Ngon lắm các bạn. Xoài chấm sữa tươi rất là ngon. Ok. Món tiếp theo. Món tiếp theo là bánh gì đây? Bánh quế các bạn. Bánh quế chấm sữa tươi nhé. Ok, bánh quế xanh tươi tươi. Bánh quế xanh tươi tươi nhỉ. Ok. Mời các bạn. Bánh quế xanh sữa tươi, mời các bạn nha. Món này chấm với sữa tươi cũng rất là ngon. Hầu như mình chấm mấy món này cũng đều rất là ngon các bạn. Ngon quá. Ngon quá. Mời các bạn. Món tiếp theo. Món tiếp theo là đậu phộng. Đậu phộng chấm sữa tươi các bạn. Đậu phộng chấm sữa tươi. Okay. Mời các bạn nhé, đậu phộng chấm sữa tươi. Ngon. Đậu phộng chấm sữa tươi ngon. Các bạn. Đậu phộng chấm sữa tươi ngon lắm. Ngon lắm. Mời các bạn.
Ngon quá. Mỗi tuổi lo nó quá vậy. Nói mình ăn vẫn thêm một tí thôi. Nó quá. Đó vậy. Ok, đã xong lợn phộng chấm với sữa tươi nha. Cảm thấy rất là ngon. Chấm mọi hướng với sữa tươi rất là ngon các bạn. Để sô-cô-la các bạn ơi. Sô-cô-la gọi là cái gì để cho con mình hay ăn này. Sô-cô-la gì đây để cho con mình hay ăn này các bạn. Ok, cứ ok, sô-cô-la chấm với sữa tuyệt vời. Sô-cô-la chấm với sữa nhá. Chấm với sữa. Mời các bạn. Mời các bạn nhá. Ngon. Chấm củ nào su là mới sữa ngon lắm các bạn. Ngon. Ngon. Ok, món tiếp theo là bánh gì ấy? Bánh đại phát lộc chấm với sữa tươi. Ok. Bánh đại phát lộc chấm với sữa tươi nha các bạn nha. Nói chung là hôm nay mình chấm mọi thứ có bánh hoặc quả chấm với sữa tươi rất là ngon. Bánh này chấm với sữa tươi rất là ngon ạ. Ngon. Nè các bạn. Ngon. Ngon. Bánh phát cả chấm với sữa tươi ngon lắm ạ. Ok. Món tiếp theo mình chấm cay cay. Cay cay. Cay cay chấm mây sữa tươi nhá. Mình không biết như nào. Mỗi lần mình ăn cái này bình thường ấy, không chấm với cái gì ấy thì rất là ngon. Hôm nay mình sẽ chấm thử với sữa tươi xem sao. Mời các bạn nhé. Chấm với sữa cũng rất là ngon. Chua ngọt, chua cay ngọt. Nó cũng không có hòa quyện gì của sữa mấy. Chấm vào nhá. Ngon. Ngon các bạn. Nó cùng một chấm cái cây rất là ngon. Rất ngon các bạn. Ok, xong mình dừng clip tại đây thôi.